Hohenie có gì để đạp gió rẻ sóng, Giọng hát ổn, vi su là lợi thế. Thông tin Hoa hậu Hohenie là chị đẹp của đạp gió bản viện, không khỏi khiến fan sắc đẹp phấn khích. Nhưng cùng với đó, nhiều ý kiến hoài nghi cô lái gì, thi thố khi bản thân, vốn là người ngoại đạo. 8 năm kể từ sau Việt Nam Next Top Model 2015, Hohenie mới quay lại tham gia với tư cách thí sinh trong một chương trình truyền hình thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới. Điều anh ấy bày tỏ sự thắc mắc chính là giọng hát của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Tham gia một cuộc thi nơi mà các đối thủ đều có thế mạnh về hát hoặc nhảy đẹp như đạp gió bản viện. Hờ Henie không có bột, sao gột nên hồ đây. Bản thân Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 cũng hiểu rõ khả năng ca hát của mình đến đâu. Cô thừa nhận giọng hát dở dở ương ương lúc này lúc kia. Nếu đó là các bài hát tủ, người đẹp ED sẽ thể hiện tốt. Còn với những ca khúc lạ chưa tập qua bao giờ thì cô khá chật vật vì rất dễ quên lời, hát cũng không suôn sẻ. Với những người yêu mến nàng hậu, có lẽ đều biết cô vốn thích yêu ca hát. Hờ hét cũng không ngại khoe giọng ở bất kỳ nơi đâu. Cô từng biểu diễn âm nhạc trong một số sự kiện, lễ hội với tư cách đại sứ. Nàng hậu nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả, cho chất giọng khá ổn ác. Thi thoảng cô lại hát ngẫu hứng trong hậu trường và những lần như thế. Khả năng ca hát của người đẹp cũng không phải là quá tệ. Hờ hay nê, vốn có giọng hát được nhận xét là khỏe khoắn, đúng người của ED. Vì là tay ngang nên cô chỉ hát bằng bản năng. Nếu được tập luyện thêm, hẳn nàng hậu sẽ khả thiện nhiều hơn chấp nhận tham gia cuộc thi, Hờ Hende nhận được sự động viên rất lớn từ ekip. Bởi đạp gió dù đề cao, nhưng chị đẹp có giọng hát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Vì mục tiêu sau cùng là chọn ra các nữ nghệ sĩ phù hợp để thành lập nhóm nhạc dự án cho chương trình. Nên ngoài ca hát thì thí sinh có lợi thế về vi sua, vũ đạo, phong cách trình diễn đều có thể đi sau. Hờ Hene có body thuộc hàng đỉnh ở làng hương sắc Việt cô cũng sở hữu gương mặt với đường nét ấn tượng, rất ăn son phấn. Về khoản vũ đạo, nàng hậu này hoàn toàn có thể cần được. Cô từng đóng phim hành động, chinh phục các thế võ khác nhằn trong thời gian ngắn. Thế nên chỉ cần sắp xếp tạm nhảy, chắc chắn người đẹp sẽ làm tốt. Ngoài ra ở nàng hậu còn là quyết tâm chinh phục các ngọn núi cao, thái độ cầu thị sẵn sàng học hỏi. Khán giả có thể yên tâm vào sự xuất hiện của đạp gió của Hồ Henie Chắc chắn sẽ bùng nổ Người đẹp ED trả lòng về quyết định tá bạo Trong chương trình Có rất nhiều chị đẹp hát hay, hát giỏi Hen biết mình còn nhiều thiếu sót Và để chinh phục được khán giả Là điều không dễ dàng Vì vậy Hen hy vọng mọi người Luôn đồng hành cùng Hen Và động viên Hen trên hành trình này Cho Hen có thêm sự quyết tâm Cảm ơn mọi người thật nhiều Nàng hậu xem đây là cơ hội quý báu Để có thêm trải nghiệm đáng nhớ Khi gặp được các chị đẹp khác Hờ Henê cho biết bản thân rất hạnh phúc vì có cả những thần tượng của cô từ thuở bé vì được gặp gỡ ở các chương trình giúp nàng hậu được học hỏi kinh nghiệm từ đó khai phá khả năng của chính mình. Đăng quang hoa hậu Hồng Vũ Việt Nam 2017 đến nay hơn 5 năm nhưng cái tên Hờ Henê chưa bao giờ hạ nhiệt. Nàng hậu tiếp tục sứ mệnh cao quý thực hiện các dự án hướng về những mảnh đời còn khó khăn trong xã hội, việc giữ hình tượng đẹp nó không với thị phi giúp hờ Henier nhận được sự yêu mến từ đông đảo fan sắc đẹp. Vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ nhận định nào, hờ Henier có thể là ẩn số thú vị của đạp gió bản Việt mùa 1. Bởi ở nàng hậu này, tạm bỏ qua giọng hát thì chính phi body thuộc hàng cực phẩm. Cô còn có sự quyết tâm chinh phục thử thách rất lớn. Đó là lý do mà khán giả hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào chị đẹp Hờ Henier.